các trò này. Muốn trở thành một con người tốt thì việc đầu tiên các con phải biết hiếu thảo với bố mẹ cho tôm. Thế bây giờ em có hai cái nhà mà bố em không có cây nào thì em sẽ làm gì? Em sẽ cho bố em một cái nhà. Em có hai con trâu mà bố em không có con nào thì em sẽ làm gì? Em sẽ chia cho bố em một con trâu. Em có 20 đồng mà bố em không có đồng nào. Em sẽ lại chia cho bố em 10 đồng. Em có 2 cái bánh mà bố em không có cây nào thì em sẽ làm gì? Thì em sẽ ăn hết. Thế cho nhà được, cho trâu được, cho tiền được, mà bánh lại ăn hết là sao? Những thứ gì mình chưa có hay không thuộc về mình thì nói hay lắm. Còn bánh thì... thôi, chả cho đâu.